Hay, nghe không? Đi cái vỏ nặng lắm không? Dạ. Mấy thầy nhưng mà không có hiệu quả. Chị bị bao nhiêu năm rồi? Con bị 7 năm rồi. Nó đánh con mà nhìn thấy luôn cả mặt quỷ. Dạ. Tình trạng chị sao? Nhờ tôi giúp tôi cho nó tôi nghe coi. Dạ, như con á, là hồi trước, 7 năm trước á, là con thuê cái nhà bên kia. Thì là một tháng là hầu như ngày nào cũng bị đè. Với lại là thấy tận mắt cả ma, mà thấy cả quỷ luôn. Thấy rõ ràng luôn. Thì con mới đi thầy, nhờ thầy giúp. Ở dưới Long An á, thì thầy cho con uống thuốc mà kiểu như uống ngải. Thì mới cách đây khoảng vài tháng nay con mới phát hiện ra là nhờ sư cô ở trong dòng họ của mình á. Sư cô mới phát hiện ra là biết là con bị uống ngải. Thì nhưng mà từ lúc mà con uống thuốc của thầy đó về là bao nhiêu năm nay là làm ăn đồ gì là coi như là ra đi hết luôn á. Như giờ là coi như là gần trắng tay. Đó. Làm cái gì cũng không được mà nó hành dữ lắm. Hành sao? Dạ đau đủ thứ luôn, đau nhất rồi ha, người nó bị nhiều thứ lắm, nhiều nó thứ chỉ đỡ đó. Là bị đè thôi. Nhiều thứ là nhiều thứ gì nó thôi nghe. Dạ như là chân tay con là nó nhức mà như là cái gì nó bò ở trong á, mà nó nhức ngủ không được, rồi người á thì như giờ này lưng rồi gì nó đau nó nhức hết cả người, rồi cái đầu con á là nó đau mà đau khủng khiếp, đi xa thì nó đỡ. Mà về tới gần tới Sài Gòn cái là đầu nó bưng 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 mà người nó không có được bình thường, cái đầu nó cứ ngơ 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 vậy á. Sư cô nữa. Dạ sư cô nói con là bị bắt mất một thức. Bắt mất một thức là bắt thức bắt mất dạ, một hồn luôn. Mất một vía, mất một vía. À. Bị mất một vía, nó bị bắt mất một vía rồi. Là lúc trước á, là con lên sư cô con ở trên đó 10 ngày á, thì về con khỏe được mấy ngày, xong bắt đầu về được mấy ngày là con bị đè lại một đêm á, là đè từ đêm tới sáng luôn, là con lại bị ngơ ngơ lại, về khỏe được mấy ngày thôi. Mà sư cô kiểu như là sư cô là tu bên độ người âm nên sư cô chỉ không có chuyên về bên ngải á, nên là sư cô không có giúp được. Độ người âm. Dạ thì sư cô nói là sư cô độ người âm. Trong cơ thể gì bây giờ sao? Giờ con đau, con nhức, với lại là người nó mệt lắm, khó thở. Mà trước là sư cô coi con là cũng có bị mấy cây kim ở trong người. Mà đúng là trước là con cứ bị đau nhói ở đây mà đi khám không ra bệnh. Đau nhói ở đây mà như có cây kim, như cây kim thiệt, bữa cũng mới đây thôi, khoảng tháng, chưa được một tháng này thôi. Là cái cổ họng như cây kim nó nằm trong cổ. Rồi cái tay cũng vậy. Là nó như một cái gai cây kim nó nằm đây mà nó cứ đâm 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 vô thịt vậy. Là nó đau mà nhất cầm nắm đồ gì cũng không được luôn. Chị ngủ chưa có thấy gì không? Dạ có. Thấy gì? Cái gì? Hồi trước là con ngủ là thấy nó đánh con mà nhìn thấy luôn cả mặt quỷ. Đánh con bầm nhập luôn. Đánh rồi như lúc mà na con bay vòng 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 quăng rồi thấy thấy cả mặt con lên lên chùa sư cô ở con vẫn thấy luôn. Thấy giả danh sư cô luôn, tại vì sư cô đi rồi cho con ở nhà đóng cửa, tại con đau quá cái con không đi theo sư cô được. Đóng cửa cái là nó mà thấy rõ ràng như là thật. Cái con nói ủa sư cô đi rồi mà sao ở nhà, mà con nói ủa thôi là nó biết là kêu cô ở đây một ngày thôi. Là chị bị bao nhiêu năm rồi? Con bị 7 năm rồi. Mà con mới phát hiện nay là con bị con biết là sư cô nói là con bị ngải á, rồi con bị uống ngải là con mới biết là con xuống thầy đó là thầy cho con uống ngải đó. Đi khá nhiều thầy hả? Đi bao nhiêu thầy? Con cũng có đi mấy thầy nhưng mà không có hiệu quả. Để mà con đi thầy, con xuống thầy, mẹ con dắt đi, mà con xuống là con đi về thôi, con đòi đi về thôi, con không có chịu ở lại, con tông cửa con đi về thôi. Rồi sao chị kia chị kiếm tôi? Dạ. Nhà tôi giúp gì à? Dạ con biết, tại vì con chỉ tin tưởng mỗi thầy chung thôi. Là con nói rồi, con chỉ tin mỗi thầy thôi, là dắt con đi xuống xong là con tông cửa con về, con kêu con đợi thầy chung thôi, con không có chịu ai hết. Tức là trước khi chị nhờ bên đây thì chị đã đi nhiều thầy rồi đúng không? Dạ. Rồi chị rồi cái lúc mà gọi thầy hoài không được á thì con có giống kiểu như mẹ con cũng lo, rồi ông xã con cũng lo, rồi cũng có dắt đi vài người, nhưng mà xuống là con đi về thôi, con nói là con đợi thầy chung thôi, đợi thầy chung cho được thôi chứ con không có chịu người khác. Dạ. Chị qua đây nè. Dạ. Nằm để giúp cho.
Ngồi hộp nha, anh ngồi gần kia đi. Đó, ngồi gần kia nha. Gán chị coi clip rồi đúng không? Dạ. Đau thì gán chịu đau không? Dạ. Chịu đau chặn đi rồi hết. Dạ. Ừ. Nè. Học đau đúng không? Dạ. Đau nè. Thế thôi. Đây. Tới rồi nè. Đi cái vỏ nặng lắm không? Dạ. Đi nặng, đi muốn sụp luôn. Ừ, nè sụp nè. Con là đi chữa bệnh mà lại bị dính thôi. Đi chữa bệnh mà bị dính đó nè. Thầy thấy bị đè hoài thầy. Một cái tháng mà con bị đè hầu như không ngày nào không bị. Đây, tới rồi nè. Gã nghe. Xíu, gắn đi. Kim không chết kịp rồi. Hết sâu thôi à. Ê nước kia vũ nè. Kìa kìa cho nước kìa. Uống đi chị. Nằm đi, thả lỏng đi. Chút nhẹ à. Tới nè. Gắn. Cố gắng nha. Gắn đi. Ah!
Uống nước đi chị. Chút nhẹ à. Nó đau đau vậy nhưng chút nhiều à. Rồi nó sẽ hết. Để tầm 7 tầm 3 đi tùm lum mà mất công. Để thêm vô tới số. Hít sâu thở ra. Hít bằng mũi thở bằng miệng. Hít bằng mũi thở bằng miệng nha. Đứng gì? Đứng gì đi đi gì? Đá chân kìa. Đi đi, bước cứng kìa. Gạch á. Đá chân kìa. Mạnh. Cứng lên. Kiên cường lên, cứng lên. Nè, đi, đi tới. Nhẹ không? Cơ thể thấy dễ chịu chưa? Cái chân. Chân con giờ giống như đi trên không á. Nhẹ phải không? Rồi ok. Giờ nằm xuống, gắng chút xíu nha. Ừ, gắng xíu. Anh quên kia đi. Trên đầu làm cái hình nộm găm cái kim ở trên đầu con. Ai nói gì? Sư cô. Được rồi. Mặt cái đầu con lúc nào nó cũng đau. Đừng sợ quá, để giúp cho. Dạ. Cái gì cậy đó. Kim mà lẹm thì cậy họ. Ừ. Nghe không? Nghe ha, gán nha. Một, gán chịu, bình tĩnh. Không, không có gì đâu, bình tĩnh. Gán chịu. Cứ hít sâu thở ra. Ừ. Ừ. Hít sâu thở ra. Hai. Nghe không? Nghe không? Nghe ha. Hít sâu thở ra. Gán. Ba. Bốn. Hết vô thật à. Năm. Sáu. Hít sâu thật à. Rồi gắng chịu xíu. Bảy.
tám. Còn gì, chỗ này chết thôi. Hết sâu thở ra. Sống rồi đó. Đỡ ngồi gì vậy? Ngồi gì vậy? Anh nghe bụp bụp bụp. Nghe ha. Hít sâu thở ra đi chị. Hít sâu thở ra khoảng 4-5 hơi đi. Thôi nín đi, bỏ đi. Nói chung mình có phước được có người giúp mình thì được rồi. Gặp người giúp mình, có những người họ tìm mấy chục mấy mươi năm cũng có người giúp họ rồi họ chết. Mình có phước thì mình gặp người cứu mình. Đừng có tủi tức gì nữa. Dạ. Cái đó mà không là đêm mà con không ngủ được. Em tới sáng luôn á. Thức, thức không chơi ngủ. Không ngủ. Con thấy con biết trong phòng là có nhiều người đứng luôn. Không. Trong người vậy nó bước ra. Dạ. Nè, thấy nhẹ không? Cơ thể gì nhẹ chưa? Đứng đi, đứng đi. Đá chừng kìa, đi đi, đi đi đường dọc đi. Tinh thần thấy dễ chịu chưa, thoải mái chưa? Đầu nhẹ phải không? Ừ. Chút nữa đi, tại rồi tỉnh nữa. Đầu óc nó minh mẫn hơn được. Rồi người nhẹ hơn. Thì qua đây cũng cảm ơn thầy Trung và Lê Hậu và bác Tài đã không ngại đường xa xa xôi để tới giúp giúp em. Cảm ơn thầy rất nhiều. Vợ chồng cũng bao ngày chờ và đợi và gọi liên tục, cuối cùng cũng có duyên gặp thầy nên gia đình cũng cảm ơn thầy Lê Hậu với lại bác Tài đã tới giúp gia đình, cũng cảm ơn nhiều. Dạ, cảm ơn. Anh gọi bao nhiêu phụ? Dạ. Dạ, gọi, cảm ơn gọi bao nhiêu phụ? Gọi vợ chồng em gọi phải làm tính ra là phải cả mấy chục ngàn cuộc chứ ít đâu, mấy ngàn hay chứ không phải cả chục ngàn cuộc đó, chục. Mới gặp được. Tại ngày là bình thường là ngày phải gọi là phải 200, trên 200 người mà mọi người mà có muốn gặp thầy thì phải gọi thường xuyên, gọi kiên trì chứ đừng có bỏ cuộc nên kiên trì.